Này ra hồng hồng thấy thương quá. Này thì cúc sọ hương cẩm thạch nha cả nhà. Cái dòng này thì nó phát triển mạnh dữ lắm cả nhà, phát triển mạnh kinh khủng lắm. Đó, cả nhà ghép vô số cây to nó rất là mau thành phẩm luôn. Mà lá đẹp nha, cái lá hồi cái cơi đầu nó ra nó làm như tốt quá, như rau muống á. Cơi sau bắt đầu nó chuyển màu lá đẹp ghê hồn. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em lại đến vườn mai của cô Út tại xã Tân Thiền, Chợ Lách, Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một số mai phôi cũng như mai giống ha. Thì mai phôi bên vườn của cô Út hiện tại thì cũng hết rồi, còn hai lô nhỏ thôi. Hôm rồi thì clip rồi thì cô chú anh chị mình ủng hộ hết mấy cái hàng lớn nha. Còn hai lô nhỏ này thì cũng vẫn là 800.000 đồng một lô, là coi như là 80.000 đồng cây ha, 10 cây á. Thì miễn cả nhà lấy hai lô này thì giá 1,5 triệu, nhà vườn bao ship tân ta luôn ha. Hai lô là 20 cây, có 1,5 triệu, cả nhà coi cây to bự vậy nè. Cái này nội công mà bứng rồi bó bầu này nọ thì ship nữa, thành ra có 1,5 triệu này giá thì cũng dễ chơi hết nha, mua về ghép làm tất cả các thứ. Rồi đây bên nhà vườn mình có cây giống luôn, cái giống mình đem về mình ghép vào cái phôi này nữa thì ok ha. Thì đây là lô số 1 nè, lô số 1 ha, thì 80.000 cây, nguyên lô này thì 800, cả nhà mình lấy hết hai lô đi thì 1,5 triệu, 1,5 triệu bao ship. Này lô thứ hai nè, thì cô chú anh chị mình có cái hướng mua thì ủng hộ giùm nhà vườn ha, còn có 20 cây ha. Còn ngoài này thì cũng còn lai gai thì nó lên chưa có mạnh, không thì cô cũng chưa có gom lại đăng, cũng còn chắc tầm khoảng 10 cây nữa thì cô chú anh chị mình miễn thích nữa mua thêm nữa thì nhờ cháu cô Út coi nào cây mạnh đồ ngon lành á thì gửi cho chúng ta xem ha. Còn mấy cây mà chưa lên chưa ngon thì nhà vườn để lại, miễn nó có mai mốt nó có sống thì ghép ha. Thì mấy này thì cả nhà mình đem về an tâm, về là ngon lành hết rồi. Cái nữa cái này bầu nhỏ về cả nhà mình cũng khỏi cần vũ đất nhiều, vậy làm khựi khựi xương xương mình vô chậu à, cây sống mạnh 100% ha. Rồi hai lô 1,5 triệu. Đây còn số như mấy cây này cũng lên mạnh đây nè. Có 80.000 cây nha cả nhà. Thì cả nhà mình ví dụ như còn số cây này nè, cả nhà mình có nhu cầu thì nhờ cháu cô Út quay cho cả nhà mình cùng xem rồi mình ủng hộ nhà vườn ha. Rồi thì giờ mình chuyển sang mai giống, thôi cũng gần hết thì chuyển sang mai giống ha. Ôi nay ba cái thọ hương cẩm thạch ra lá đẹp quá trời ta. Đẹp hơn cơ đầu nhiều không? Này ra hồng hồng thấy thương quá. Này thì cúc sọ hương cẩm thạch nha cả nhà. Cái dòng này thì nó phát triển mạnh dữ lắm cả nhà, phát triển mạnh kinh khủng lắm. Đó, cả nhà mình ghép vô số cây to nó rất là mau thành phẩm luôn. Mà lá đẹp nha, cái lá hồi cái cơi đầu nó ra nó làm như tốt quá, như rau muống á. Cơi sau bắt đầu nó chuyển màu lá đẹp ghê hồn. Lá đẹp ha. Dạ, này nhiêu cây Út ơi? 80.000 một cây ha, 80.000 cây. Mấy cây ship và bao phí ship nè? 10 cây bao ship, 5 cây là gửi hàng chứ không có bao ship. 5 cây gửi hàng ha. 5 cây, 10 cây bao ship. Ở đây thì tại vì cũng nói thiệt cả nhà mình chỗ cô Út cũng đi mua lại của nhà vườn á, bán lại nên thành ra cây lời chút đỉnh là miễn bao ship nữa thì không có lời. Cũng lớn tuổi rồi, giờ đi bằng mướn người ta không mướn nữa thì kiếm gì buôn bán kiếm đơn lời ít cả nhà. Giờ mai giống thì tao bán trên mạng tràn lan á nên một cửa đơn về lời không có nhiều, nhưng mà chỗ cô Út mua hiện dụ như đa số mấy cái này là lựa cây cũng nhỉnh nhỉnh không à, thì mình đem về cây mạnh mình ghép ra thì ngon. Còn thọ hương này nhiêu cây Út? 60.000 cây. Còn cái hàng thọ hương truyền thống chúng ta thì 60.000 đồng cây ha, 60.000 đồng cây. Này thì lấy bo thoải mái cả nhà mình. 5 cây gửi hàng 10 cây bao ship ha. Bông nó thì đẹp tuyệt vời ha. Thì cái bông thọ hương cẩm thạch thì cũng y chang vậy luôn nha cả nhà, nhưng cái búp này lên nó sọc luôn nha, cái búp xanh này nè nó lên nó sọc cẩm thạch luôn, còn cái bông thì vẫn màu vàng bình thường. Cái này thì 60.000 cây ha. Rồi kế tới là cúc gì quên này, tây thi này thì cũng 60.000 cây phải không Út? 5 cây gửi hàng 10 cây bao ship nè. Cây những cây này là nó liền cốt luôn cả nhà, nó cứng ngắt à. Cái hàng này thì về mình lấy bo ha, mình để mình chơi Tết được cũng ngon. Rồi tới cái cây cúc Vạn Phúc ha. Thì bên vườn cốt nhiều cái loại lắm thì cả nhà mình
Dạng như em quay mà mình vô tình mình lướt qua mình không nhớ thì cứ alo chú cô Út hỏi có cái loại cái giống đó không, rồi đặng nhà vườn mình tư vấn người ta ha. Mình đem về lấy bo, rồi kế tới là cúc tư long ha. Đây, gốc đẹp đấy, đẹp như thế này đây. Thì 60.000 cây thôi, 5 cây sẽ ship, 10 cây bao ship. Mấy này thì lấy bo ngon. Rồi kế tới là cúc không nhị, hoàng quyết long ha. Đây. Mấy cái này thì bông nó đẹp lắm, bông nó sang lắm. Và nó phát triển mạnh nha. Mấy hàng này mình ghép vô nó phát triển nhanh lắm. Ghép vô những cây to chơi bông cũng khá là ok. 60.000 cây. Rồi thì làm gì làm thì cũng không thể thiếu những cái giống mai là đang hot trên thị trường ha, là cây siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn đây. Thì nay nó ra tùm hết trơn rồi cả nhà. Cái này là nhiêu cây Út? Cái này 90.000. À, siêu bông Sài Gòn 90.000 đồng cây. Ra tùm hết cả nhà. Mấy cái này già cây đọt thì chúng ta ghép là ngon lành ha, già đọt ghép. Nhiều cơ luôn rồi. Dạ. Nhiều bo rồi ạ. Dạ dạ, cái này ngon nè. Này cả nhà mình lấy bo về im thì 90.000 cây ha, 5 cây ship, 10 cây bao phí ship. Bây giờ nó ra có nhiều cái giống siêu bông quá không? Hôm qua có nghe đâu giống siêu bông Bình Lợi mà con chưa có thấy nó ra làm sao. Nói mà siêu bông bánh te gì đó, siêu mà mai mà siêu bánh te. Siêu bông bánh te hả? Dạ. Thôi, tại vì cái dòng siêu bông Sài Gòn thì hiện tại thì được rất là nhiều cô chú anh chị mình ghép ở coi như là ở Bến Tre mình cũng như là ở thành phố. Những vườn mai lớn người ta ghép rồi thì mình thấy cái bông đạt mình ghép cái loại này đi cho nó dễ. Còn như dòng mới không biết sao, có người thử nghiệm tước đi rồi tính. Đấy này, cái vườn mai Phương Bình là hàng trăm tỷ mà người ta cũng ghép cái dòng này không thì mình cứ chơi đại đi. Còn cái này là Ngọc Cẩm Thạch. Cái này cái màu này nhưng mà cái bông nó màu kem kem ngọc ngọc như cả nhà. Này nhiêu? Cũng 60 luôn ha, 60 luôn. À, dạo bạch kim 60 luôn. Đấy, dạo bạch kim là 60. Bên đây thì cúc hương, cây nào cái nấy nó dài cả 6 7 tấc, 7 8 tấc luôn nè. Cúc hương. Này là 60 luôn ha. Mấy cây cao cả thước mấy ha. Mấy cái này nó cũng 7 8 tấc rồi chứ đâu có ấy. Đây cả nhà mình xem cái lô này. Này nhiêu cây Út? Cũng 60 ha. Đó. Nó cao vậy cả nhà, một cây về lấy biết bao nhiêu bo nó. Lấy 5 cây về ghép một cây to đụng luôn. Cây nào cũng cao. Lô này có đế nôm nữa cả nhà. Đẹp đẹp. Đó. Thì 60.000 cây. Rồi thì bên cạnh đó nhà vườn mình còn có dảo ha, dảo Thủ Đức rồi siêu nụ cũng vẫn là 60 luôn. Đa Phúc, dạ. Rồi Đa Phúc. Bên này có số Đa Phúc nè cả nhà. Đa Phúc cũng 60 luôn hay không? Đây nè, đang nở bông ở rụng rồi nè. Đa Phúc thì bông phải nói thuyết phục rồi rụng mất. Là cũng 60.000 cây, 5 cây ship. 10 cây bao ship. Còn cái mấy cây thọ hương này cô chú anh chị mình ủng hộ giùm cô Út luôn đi. Thọ hương này 120 với Thủ Đức 120 cây phải không Út? Còn số lô chậu này 120 cây rồi cả nhà mình mua ủng hộ giùm nhà vườn luôn đi cho nó trống chỗ. 120 cây. Đây bên này là Thủ Đức không? Thủ Đức Đại Lộc. Thủ Đức với Đại Lộc cũng 60 luôn không? Cũng 60. Đại Lộc này muốn liền cốt luôn rồi nha cả nhà. Thì 60.000 cây á. Cúc vip. Cúc vip thì cũng 60 luôn. Còn này 60 luôn không? Còn cái lô họ hương này thì nó nằm nằm cái lô khác nữa nhưng mà cái chột nó bự chảng nè. Tàn túa đồ xum xê vậy nè, cũng 60.000 cây, 5 cây sẽ ship và 10 cây bao ship ha. Lô này tàn nó cứng ha nha. Đây, mấy cái này về cả nhà mình bấm xương xương lại vô chậu nuôi năm tới là cái tàng nó dữ lắm. 60.000 đồng một cây. Rồi bên này thì nó có cúc Trân Châu thánh thần ở cái cúc. Mấy cái lô này gì nó dài dữ à. Đâu Út cầm thử không? Đó. Cái kia cũng dài rồi. Này cả nhà mình có cái ý tưởng gì á mà mua cái lô này về làm nào nấy nó cao cao vậy không à. Cái này
lọt rồi mà nó cũng dẫn, sao nó vượt lên đây nè nghe Thảo. Dạ dạ. Đó, cây cũng vẫn là 60 nha cả nhà. Cái này là giờ lấy biết bao nhiêu bo? Biết bao nhiêu bo, nó cũng cân trâu cả nha. Rồi, đây còn số này Thủ Đức ha, chú nụ ta. Thủ Đức. Ha. Thủ Đức cũng 60. Rồi siêu nụ Đa Phúc. Dạ, khu này còn khu Đa Phúc nè. Rồi thì thôi thì chắc em cũng xin kết thúc cái clip tại đây. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh ha. Cô chú anh chị mình mua ở đâu cũng vậy, thì rất là mong cả nhà mình mua ủng hộ giùm nhà vườn của Út ha. Cái số điện thoại thì em sẽ để bên dưới phần tiêu đề để chúng ta tiện liên hệ. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.